Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của Dược sĩ Thu Hà. Video ngày hôm nay là Thu Hà muốn chia sẻ các cái vấn đề liên quan tới vấn đề về tình dục cũng như là những cái vấn đề về giới tính. Nếu như mọi người thực sự cảm thấy cái chủ đề này á phù hợp thì hãy luôn đồng hành cùng với Thu Hà nhé. Còn nếu như mọi người cảm thấy không phù hợp thì Thu Hà sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những cái video sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Thu Hà xây dựng một cộng đồng văn minh, lịch sự và trao giá trị cho nhau. Còn bây giờ, xin mời mọi người tới với cái chủ đề ngày hôm nay nhé. Việc đàn ông muốn làm sau khi quan hệ nhưng lại không dám nói vì sợ bạn gái của mình phản đối. Chúng tôi đã khảo sát cánh mài râu để đem đến cho các bạn biết được là 9 việc mà đàn ông mong muốn làm sau khi quan hệ để bạn hiểu hơn về bạn trai và chồng của mình nhé. 1 là được bạn gái dùng miệng hôn vào em kêu. Cảm giác nó sẽ rất là sung sướng vì cái phần mà em kêu ấy của bạn trai đặc biệt cực kỳ nhạy cảm sau khi đã xuất binh ra rồi. Việc này sẽ không chỉ khiến đàn ông cảm thấy rất là thỏa mãn và sung sướng mà phụ nữ cũng sẽ dễ dàng làm hơn vì lúc này em kêu của chàng sẽ nhỏ hơn bình thường này. Cái em kêu anh ấy lúc đấy sẽ rất là nhạy cảm sau khi vừa mới xuất binh nên bạn cần đặc biệt nhẹ nhàng thôi nhé. 2 là đi ngủ ngay lập tức. Sau khi mà quan hệ xong ấy, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn đi ngủ ngay vậy đó. Sau khi mà quan hệ xong á thì đàn ông cảm thấy rất là mệt và muốn đi ngủ ngay. Sau khi xuất binh á, phần lớn là ông đều cảm thấy là sung sướng nhưng mà lại khá là mệt mỏi, vì vậy cho nên là muốn là đi ngủ ngay lập tức mà thôi. Nếu chàng có vẻ như là đang cố giữ tỉnh táo lại ấy, để trong cái lúc mà nói chuyện cùng với bạn ấy, thì nên dừng nói và tắt đèn đi để chàng được ngủ nhá. Đó là cái điều tế nhị. Anh ấy sẽ cực kỳ cảm động trước cái sự quan tâm và tinh ý của bạn đó. 3 là quan hệ tiếp lần 2. Ồ, thật ra là anh ấy rất là muốn được ân ái suốt cả đêm vậy đó, nếu mà hôm đấy sức khỏe ổn định. Một số đàn ông ấy không thấy thỏa mãn với chỉ một lần quan hệ thôi đâu, mà chàng còn có vẻ như là rất là muốn làm tiếp. Hãy hôn lên cổ chàng này, thì hãy bắt đầu lại cái màn dạo đầu thật là tê tái và ngây dại nhá, để anh ấy biết là bạn cũng sẵn sàng ấy tiếp nhận cái việc đó. Sự hào hứng này sẽ khiến chàng rất là vui vẻ và rất là muốn bạn cực kỳ luôn. 4 là đi tắm. Chàng muốn giữ gìn cho cái giường thật là sạch sẽ. Một số người sẽ không thoải mái đi ngủ nếu như mà cơ thể không được sạch sẽ. Hãy đề xuất là đi tắm cùng nhau để tiếp tục được ân ái ngọt ngào sau khi mà các bạn đã vừa mới lên đỉnh xong nhá. 5 là đi vệ sinh. Đàn ông cảm thấy rất là xấu hổ khi mà đi vệ sinh ngay sau khi mà quan hệ xong á. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là phải đang ở cố nhịn trong lúc mà đang làm tình. Một số chàng trai sẽ cố nhịn trong cái lúc quan hệ, nhưng thực sự đấy là nói dối cảm xúc, cứ thoải mái đi đúng không? Đã là người yêu rồi mà. Nếu nghĩ anh ấy đang muốn đi vệ sinh ấy, thì bạn cứ để cho anh ấy đi đúng không ạ? Bạn cứ chủ động đi vệ sinh để chàng không thấy ngần ngại và cũng đi theo. 6 là ôm ấp. Lúc này chàng rất là muốn tiếp tục ôm và hôn kể cả sau khi đã lên đỉnh xong rồi. Một số người đàn ông vẫn muốn được ôm ấp bạn gái của mình một cách trìu mến sau khi làm tình. Nếu bạn quá mệt thì hãy thiếp ngủ trong vòng tay của chàng nhé. 7, tức là chàng sẽ đi hút thuốc. Đa phần đàn ông á, sau khi làm cái việc đó xong là cảm thấy rất là thèm thuốc. Những người hút thuốc á, những anh mà vô tình mà nghiện thuốc thì là hay có cái biểu hiện như thế này. Sau khi mỗi lần như thế thì hút thuốc thường sẽ là một điếu sau khi mà anh ấy vừa quan hệ xong. Nếu bạn không thích mùi của thuốc lá thì có thể là để chàng đi ra ngoài ban công để cho chàng thực sự là thoải mái với cái niềm vui đó. Như vậy chàng có thể vừa tận hưởng một cái điếu thuốc lại vừa không làm phiền tới bạn. 8 là rửa tay.
đàn ông nhiều anh ấy cảm thấy giác là cứ rất là sạch sẽ. Tại vì làm sao ạ, cái tay vừa mới làm việc xong kiểu nấu canh cua bằng lá ngón á, tay sục sạo xong rồi nó bết dính không biết là vì lý do gì đó. Thế là hãy chuẩn bị một cái túi khăn ướt ở đầu giường, hoặc cũng có thể để cho anh ấy đi rửa sạch cái tay của anh đi, để cho anh ấy cảm giác nó thoải mái nhất nhá. 9. Đưa ra nhận xét cho lần tiếp theo. Cái điều này nghe có vẻ như là hơi tế nhị đúng không ạ, nhưng mà thẳng thắn để nói thì chúng ta cần phải góp ý để xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời. Và hơn thế nữa, cả trong chuyện tình dục nữa, một số người đàn ông ấy, khả năng phân tích và tổng hợp của họ, và họ cũng là người hướng tới sự chu toàn chẳng hạn là như thế, thì họ sẽ thích được nhìn lại những cái gì nó vừa diễn ra, cả hai vừa mới làm xong, giống như cái việc mà làm tình hoặc là lên đỉnh đó, thì người ta sẽ tìm ra cái cách làm tốt hơn trong lần tiếp theo. Nếu như mà bạn cứ mãi là chê anh hôm nay làm chưa được cái này, anh làm chưa được cái kia, thì anh làm chưa tốt, thì sẽ khiến cái cảm xúc và cái thời gian, không gian lúc đấy rất là căng thẳng, phải không nào? Do đó hãy nhớ kỹ là hãy nói đến những cái điểm hài lòng trước. Ồ, hôm nay anh làm rất là tuyệt vời, anh làm em rất là cảm xúc, em cảm ơn anh, em đã ra mấy lần đó. Ví dụ nói như thế, thay vì là chê bai trước xong lại với khen sau. Đấy, hãy dùng những cái cách tế nhị, một cách nhẹ nhàng thôi. Thì đấy mới là cái cách góp ý để làm cho chàng cảm thấy là ồ, vợ của mình, người yêu của mình khá là tế nhị và tuyệt vời, để anh ta có thể là rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những cái lần làm tiếp theo, được chưa nào? Nếu như mọi người thấy video ngày hôm nay của Thu Hà thực sự hữu ích, đừng quên tặng cho Thu Hà một nốt đăng ký kênh, cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mà Thu Hà ra sắp tới. Và mọi ý kiến đóng góp mọi người có thể comment bên dưới để Thu Hà hoàn thiện, và Thu Hà sẽ làm video để trả lời mọi người. Nếu như mọi người có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm về sinh lý, mọi người có thể add Zalo Thu Hà nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu xem hết video của Thu Hà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.